Quân đạo trí huệ quản lý Tập 2B Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 14 tháng 4 năm 2012 Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia trong mười mấy năm nay, sư trưởng của tôi đã tham gia rất nhiều hội nghị hòa bình tôn giáo thế giới, hội nghị của Liên Hiệp Quốc, đều là trao đổi làm sao thúc tiến thế giới hòa bình, hóa giải xung đột. Sư trưởng của tôi đem những giáo huấn ngũ luân bát đức này của lão tổ tiên và cả những trí huệ cai trị quốc gia này của cổ thánh tiên hiền giới thiệu cho chuyên gia hòa bình của cả thế giới Họ đều đang nghiên cứu làm sao để hòa bình. Kết quả tham gia được khoảng 10 lần. Những chuyên gia học giả này sau khi nghe xong đều nói với sư trưởng Ngài giảng rất là hay nhưng làm không được đâu. Ngay cả chuyên gia đối với giáo dục luân lý đạo đức mà cũng không có đủ niềm tin. Cho nên sư trưởng tôi nói điều này nghiêm trọng. Còn nghiêm trọng hơn cả nguy cơ tài chính là nguy cơ niềm tin. Ngay cả niềm tin cũng không còn nữa. Sau đó, bị những chuyên gia liên hiệp quốc này bức ép ra điều gì? Bắt buộc làm một thí nghiệm chứng minh giáo dục luân lý đạo đức trong thời đại bây giờ là có ích. Ở quê hương của mình, Ngài đã thành lập Trung tâm Giáo dục Văn hóa Truyền thống Lô Giang cùng 4 dạng 8.000 lão ba tánh trong vùng hoàng dương đệ tử quy hoàng dương hiếu đạo dùng đó trong vòng một năm tỷ lệ ly hôn tỷ lệ phạm tội nhanh chóng giảm thấp tỷ lệ ly hôn giảm được một nửa hơn nữa những người ly hôn khác đều là không sống ở than trì do họ làm việc bên ngoài nên mới ly hôn quay về làm thủ tục ly hôn người sống ở than trì thì chúng tôi chưa nghe nói sau khi học xong đệ tử quy mà vẫn ly hôn không có cho nên nhân tâm là thiện Sau khi họ được giáo dục Thì được nhắc nhở Đương tâm của họ sẽ trỗi dậy Đạo nghĩa của họ sẽ trỗi dậy Họ sẽ không muốn tiếp tục làm sai Thậm chí có người cãi nhau Cán bộ hòa giải của khu vực đó Đã nói với họ Anh chị học đệ tử quy rồi mà còn cãi Hai người đó ngại quá đi đi về Nghĩa là sao? Con người đều có tâm hổ thẹn cho nên chúng ta bây giờ phải khiến đại chúng có niềm tin phải có tấm gương tháng này phòng giáo dục dân nam họ có cử tới một đội ngũ muốn tới malaysia học tập làm sao thực hành văn hóa truyền thống trong trường học Mấy trường tiểu học gần Kuala Lumpur chúng ta đã làm rất tốt. Kể cả trung học độc lập trung linh tân thành của Bắc Mã, họ đều muốn đi tham quan. Đây tức là sức mạnh của tấm gương. Malaysia chúng ta bây giờ thực hành văn hóa truyền thống đã ảnh hưởng tới tổ quốc rồi. Thời thế hiện nay, không ta còn ai. Phải có khí khái này của mạnh tử, cho nên ngành giáo dục của Malaysia chúng ta, giáo dục hoa văn trên cả thế giới là độc nhất vô nhị. Sao lại là độc nhất vô nhị? Vì toàn bộ con em người Hoa trên toàn cầu đều học địa tử quy, học văn hóa truyền thống. Việc này trong thế giới người Hoa thì chưa nhìn thấy. Phải không? Đúng vậy. Chúng ta phải nghĩ rằng 30 năm sau, toàn bộ người hoa thế hệ sau của Malaysia đều biết đọc văn ngôn văn, biết đọc quần thư trì yếu. Sau đó hãy mở miệng liền nói, không tự nói. Quý vị hiệu trưởng, quý vị đang kiến công lập nghiệp cho dân tộc. Bây giờ giấc giả một chút cũng không sao. Người thế hệ này ngay cả văn ngôn cũng coi không hiểu, dùng văn bạch thoại để viết bài thì sai sót tràn lan quý vị coi cả trình độ xuống dốc nhanh như vậy không thể xuống tiếp được phải mau chóng ngăn chặn nâng cao nâng cao lên có nguyện ác thành chúng ta có chí hướng này rồi nhất định có thể thành tựu chúng ta lại coi tiếp ảnh hưởng của sự công lợi lớn bao nhiêu hôm qua chúng ta coi y đạo có một đoạn nói rằng tay của đại phu thậm chí còn đáng sợ hơn cả giả thú có độc và lưỡi dao võ sĩ thực ra sự lệch lạc tư tưởng chắc chắn còn đáng sợ hơn bất kỳ thứ gì khác có một câu nói đã biên soạn vào giáo trình đại học là mục đích duy nhất của doanh nghiệp là kiếm được lợi nhuận nghe nói người này hình như còn nhận được giải lớn của thế giới ông là một nhà kinh tế học nhưng lời ông nói lại làm lầm lạc nghiêm trọng người trong cả giới doanh nghiệp mục đích duy nhất của giới doanh nghiệp là kiếm cái gì trong mắt ông chỉ có thứ gì money sao chịu nổi cho nên quý vị thấy doanh nghiệp gì kiếm tiền mà khiến thế giới tự nhiên đã ô nhiễm tới mức độ nào rồi. Rất nhiều chuyên gia đi điều tra, bây giờ muốn điều chỉnh lại những con sông ô nhiễm, đem tất cả số tiền mà họ kiếm được ra cũng chưa chắc có thể điều chỉnh lại được. Nhưng một câu nói sai lầm này đã ảnh hưởng tất cả điện đường đại học. Trong một hai trăm năm nay, gần đây mới nói, doanh nghiệp phải nên có trách nhiệm xã hội đạo nghĩa xã hội cho nên không nghe lời của thánh nhân liền bị những tà sư này làm lầm lạc loài người bao nhiêu năm tháng nhưng vấn đề là sau khi lầm lạc muốn níu lại thì có dễ không thế giới bây giờ đều cảm thấy hình như nói về cái lợi là việc rất là bình thường bây giờ vợ chồng trước khi kết hôn thì công chứng tài sản trước chia rõ ràng trước còn chưa kết hôn mà đã nói chuyện sau khi ly hôn thì phải chia đồ đạc ra sao? Vợ chồng là sự kết hợp đạo nghĩa. Quý vị nói có nghiêm trọng không? Sự lịch lạc nhân tâm đều biểu hiện trong những hành vi này. Không hề biết hôn nghĩa trong văn hóa truyền thống trong cả quá trình kết hôn toàn bộ nghi thức đều là sự giáo hóa người chồng sau khi trước giờ của mình về vào cửa là uống rượu da bôi rượu da bôi đó là làm từ cùng một trái hồ lô cắt làm hai nửa thịt của trái hồ lô thì đắng đựng trong đó là rượu ngọt sau đó sau khi vợ chồng bước vào thì uống rượu da bôi trước một ly đó uống vào rồi cả tấm lòng cũng không như trước nữa tại sao thịt của nó thì đắng lại đựng rượu ngọt thể hiện điều gì đồng cam cộng khổ hơn nữa lại là cùng một cái hồ lô vốn dĩ đã là một thể không thể phân chia cho nên uống nó vào gọi là đồng cam cộng khổ không phân ta người đó là sự kết hợp đạo nghĩa cả đời gặp phải khó khăn lớn tới đâu tuyệt đối không có một ý niệm nói là phải ly hôn người bây giờ động một chút là muốn ly hôn còn có người buổi sáng kết hôn buổi chiều liền đi ly hôn những chuyện này mấy trăm năm trước nhìn vào thật sự là chuyện không thể nào xảy ra đây đều là sự giáo dục văn hóa nhưng bây giờ là thiếu sót bây giờ một hôn này có ý nghĩa như vậy cũng không còn bây giờ là làm gì mười một số cô gái ăn mặc rất hở hang tới đó nhảy nhót. Sau đó, còn lý giày cao gót rót rượu vào bảo chú rể uống. Quý vị nói người bây giờ bận rộn tới nỗi sầu muộn tới mức nhất định phải đi trêu ghẹo người khác. Như vậy họ mới vui sao? Cho nên văn hóa phải khôi phục. Nhân tâm mới có thể ngày càng lương thiện, hồn hậu, hiểu lý. Mọi người để ý coi, giáo sư Thôi Bi nói, Giải quyết thế kỷ 21 phải nhờ vào học thuyết cổng mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Chúng ta hiểu được rằng trọng tâm của học thuyết cổng mạnh và Phật Pháp Đại Thừa nằm ở đâu? Nhân ái từ bi. Hôm qua, chúng tôi nhìn thấy trong luận ngữ có nói Hiếu để giả giả kỳ di nhân chi bổn dư. Chỉ cần người có tình thương, tất cả vấn đề đều được giải quyết người có tình thương rồi yêu thương giúp đỡ nhau thế giới đại đồng đây là một con đường sống người ta không thể đi con đường chết tại sao bây giờ chúng ta cảm thấy hình như nhà nào cũng có quyển kinh khó đọc ngày càng nghiêm trọng đối mặt với xã hội tương lai những người cho rằng sẽ ngày càng tốt thì rất ít bởi vì chúng ta đã đi sai đường hình như tình hình càng ngày càng khốc liệt còn học thuyết cộng mạnh thì nói Hiếu để giả giả Kỳ di nhân chi bổn dư Tìm thấy cái gốc rễ rồi Có hiếu tâm Đã đem khởi điểm tình thương mở rộng ra Thương anh em Thương hàng xóm láng giềng Thương xã hội đại chúng Thương người trên thế giới Vấn đề bây giờ nằm ở đâu Lúc này nói về Mục đích duy nhất là kiếm được lợi nhuận Đó là từ tư từ lợi Từ tư sẽ cạnh tranh chúng ta bình tâm quan sát trẻ con bây giờ không chịu được người khác tốt tâm đố kỵ rất mạnh chúng ra ngoài làm sao không đối lập với người ta có một cặp chị em người chị vừa về tới nhà nói với em gái của mình hôm nay có một bạn tới hỏi chị môn toán chị biết chị không giảng cho bạn ấy chị không nói cho bạn ấy Người em gái nói Chị em sẽ nói cho bạn ấy Người chị nghe thấy em mình nói như vậy thì hơi ái ngại Em có tình thương hơn chị Chị em sẽ nói cho bạn ấy Em sẽ nói sai cho bạn ấy Tôi còn nghe thấy một câu chuyện có thật Một học sinh tiểu học Có một hôm nói với cha của mình Cha bạn của con chết rồi Con thì mất một đối thủ cạnh tranh rồi Bạn của em gặp tai nạn Cho nên một đứa nhỏ khi gặp phải một chuyện ý nghĩ đầu tiên của em khi đó là gì mình thiếu mất một đối thủ rồi em không biết là sau khi bạn em qua đời cha mẹ bạn ấy đau khổ tới mức nào con trẻ của chúng ta nếu như bây giờ đã có tâm cảnh này tương lai của xã hội này rất đáng lo phải mau mau xoay chuyển lại mất bò lo làm chuồng cũng chưa muộn. Sự đấu tranh này tới sau cùng chắc chắn là chiến tranh. Còn bây giờ thời đại này không thể đánh nhau, hãy đánh thì là bom nguyên tử, bom hạt nhân. Đó là ngày tận thế. Cho nên, Hoàng Dương văn hóa truyền thống thật ra chính là Hoàng Dương hiếu đạo, Hoàng Dương nhân ái, giữa một niệm là hiếu là yêu thương hay là tự tư tự lợi cho nên nói tới đây thì suy ngẫm lại chúng ta là người làm ngành giáo dục chúng ta nghĩ tới người khác trước hay nghĩ tới mình trước người dạy học đều nghĩ tới người khác trước các em mỗi ngày ở bên cạnh chúng ta tự nhiên sẽ cảm ứng được tâm nhân ái của chúng ta sẽ học hỏi chúng ta cả sự trị loạn trong thiên hạ. Chúng ta coi trang 139. Trong phần kính thận này, trị loạn trong cương lĩnh thứ ba của chủ đề thứ năm. Câu 303 Thượng hạ giao chinh lợi, nhi quốc nguy hỷ, Mạnh tử trong hơn 2.000 năm trước đã nói không thể tranh. Nếu không thiên hạ nguy hiểm. Câu nói này trong thời đại này, trên dưới đều tranh lợi chẳng phải nước nguy sao, trên dưới tranh lợi chẳng phải nhà nguy sao. Bây giờ đã tranh tới cả cha con, anh em đều linh tòa rồi. Tranh tới mức độ này. Cho nên ngày tận thế bây giờ, không chỉ là thế giới có thể tận thế, mỗi một người ngay cả con cái cũng tranh tiền tranh tài sản với họ quý vị nói cha mẹ như vậy sống một ngày như một năm đó sẽ biến thành gì sống không bằng chết bây giờ mỗi ngày số người tự sát rất nhiều người ta tại sao tự sát bởi vì họ sống không bằng chết họ mới tự sát tất nhiên nguyên nhân họ tự sát có rất là nhiều có người là do họ truy cầu dục vọng tới sau cùng phạm pháp thì bí quá khóa liều họ chịu đựng không được áp lực đó hoặc là áp lực tình cảm quá lớn họ chịu không được hoặc là họ hoàn toàn không cảm nhận được tình thương trên thế gian sau cùng đi vào con đường cùng đủ các dân tố trên thực tế đều đang nói với chúng ta cảnh nhân tâm chúng ta đã lệch lạc rất nghiêm trọng rồi hơn 2.000 năm trước Lương Huệ Dương của nước Ngụy Gặp được Mạnh Tử Mạnh Tử tới đất nước của họ Lương Huệ Dương vừa gặp mặt Đã nói với Mạnh Tử Ông cụ, ông đến nước Ngụy chúng tôi Có phải là muốn cho chúng tôi lợi ích gì không? Mạnh Tử là nhà giáo dục Nắm lấy mỗi một cơ hội Đại Dương ngà. Sao vừa bắt đầu Ngài đã nói tới lợi ích rồi Chỉ cần nhân nghĩa là được rồi Nếu như quý vị luôn nói về lợi Thì quốc gia có hàng dạng binh xe Lật đổ được họ Lại là Đại phu có ngàn binh xe quốc gia có hàng ngàn binh xe lật đổ họ lại là đại phu có trăm binh xe đều bị người bên dưới họ lật đổ tại sao đều nói về lợi cho nên trên dưới đều nói về lợi quốc gia này sẽ rất nguy hiểm một câu nói của mạnh tử đã tìm ra được căn nguyên có trí huệ không cho nên tại sao nói học thuyết khổng mạnh có thể giải quyết vấn đề không phải là không có lý tiếp đó mạnh tự nói rằng vị hữu nhân ông thật sự có tâm nhân từ sao ông lại nhi di kỳ thân giả sao ông lại từ bỏ cha mẹ của mình vị hữu nghĩa nhi hậu kỳ quân giả người có đạo nghĩa chắc chắn không đặt quốc gia lãnh đạo ở phía sau họ sẽ đặt ở phía trước cho nên nhân nghĩa có thể hóa giải tất cả vấn đề cả nền giáo dục của chúng ta trọng tâm của nó là ngũ luân bát đức khi nào mới bắt đầu bốn năm ngàn năm trước đã dạy như vậy rồi cứ truyền cho tới bây giờ trong mạnh tử có dạy chúng ta quý vị coi dùng một câu giáo huấn của khổng mạnh đã có thể giải quyết vấn đề rồi. Trong mệnh tử có ghi lại vua Thuấn dùng tiết làm tư đồ. Tư đồ là bộ trưởng giáo dục. Tại sao Ngài lại lệnh cho tiết giáo dục lão ba tánh chứ do ngài đã hiểu được rằng người được ăn no mỗi ngày được ăn đủ no mỗi ngày được mặc đủ ấm mỗi ngày rất an nhàn mà nếu không có giáo dục thì gần với cầm thú cho nên thánh nhân có sự lo lắng này người không được giáo dục thì không khác biệt gì lớn so với cầm thú cho nên thánh nhân có sự lo lắng này giáo dĩ nhân luân tức là phụ tử hữu thân phu phụ hữu biệt trưởng ấu hữu tự quân thần hữu nghĩa bằng hữu hữu tính vậy ngũ luân này Lời này mọi người bây giờ bình tâm nhìn lại Chúng ta bây giờ đủ các vấn đề của thanh thiếu niên Vấn đề phá thai Vấn đề bạo lực học đường Có nhìn thấy không? Những đứa trẻ này không lo ăn, không lo mặc Hành vi của chúng giống với cái gì? Đúng rồi Quý vị không thể trách chúng Chúng ta đều không nghe theo lời của lão tổ tiên Mau mau đem luân lý đạo đức dạy cho chúng Chúng ta bây giờ quay lại phần vụ bổn vừa mới nói cái gốc của giáo dục giáo giả giả trưởng thiện nhi cứu kỳ thức giả giả đây là một câu nói của lễ ký học ký chúng ta đã dẫn ra mấy câu trong lễ ký học ký bài này rất là sâu sắc triết học giáo dục trưởng thiện là tổ tiên đã có một câu nói là trăm thiện hiếu đứng đầu bây giờ chúng ta nói những quan niệm này Quan trọng chỗ nào? Quan trọng ở chỗ chúng ta làm công tác giáo dục. Bản thân phải thật sự thông suốt những đạo lý này. Chúng ta sẽ làm việc nghĩa không chùn bước. Nếu như bản thân chúng ta cũng chưa thông suốt, bán tin bán nghi, con đường này chắc chắn sẽ đi không xa. Chúng ta sau khi lý giải rõ ràng rồi đi làm, càng làm bản thân càng có niềm tin. Giống như có rất nhiều vị hiệu trưởng, học sinh của họ càng ngày càng hiểu chuyện niềm tin của họ sẽ càng ngày càng đầy đủ vậy trăm thiện hiếu đứng đầu chúng ta coi thật vậy sao quý vị hiệu trưởng tin là hiếu khai mở rồi trăm thiện đều mở sao tôi không tin lắm tại sao cảm giác bản thân tôi vẫn chưa khai mở Bản thân mở rồi có thể rất có niềm tin Bản thân còn chưa mở làm sao tin tưởng người khác sẽ mở được Chúng ta nhìn thấy Thời xưa những hiếu tử này Hãy làm quan đều là quan phù mẫu tốt Chúng ta nhìn từ nhân tâm Sau khi hiếu tâm khai mở Anh thương em Em biết kính Anh em hòa Tức là hiếu tâm đệ của họ đã mở ra hiếu là gốc để trung tính là rễ lễ nghĩa liêm sĩ là cành ngọn nhân ái hòa bình là hoa quả đây là sự giáo dục phù hợp nhân tính tình hình chúng ta bây giờ là nhiều người hát giọng cao trong sách vở nói rất nhiều về yêu thế giới này nhưng ái hòa bình gốc ở đâu chưa dạy chắc chắn cho nên bây giờ dạy ra đều là có hoa quả xinh đẹp không có gốc chỉ chống nở được mấy ngày là hết chúng ta thấy cái hiếu này là họ đối với song thân phụng đại song thân. Trước tự nhiên, họ và cha mẹ là người thân nhất, phụng đại cha mẹ. Để trung tính trong cả gia tộc thì kính trưởng, hiếu kính người già. Thân ái anh em, kính trưởng. Tiếp đó, ra ngoài xã hội, lễ nghĩa liêm sĩ. Họ phụng sự người lãnh đạo Đối với một đoàn thể thì tận trung, phụng sự quân, sau cùng là ái chúng, yêu thương chúng sanh. Yêu thương đại chúng xã hội. Điều này thuận theo cả sự giáo dục đức hạnh đã được mở rộng ra từ nhỏ trong gia đình. Chúng ta bình tâm nhìn lại. Để là từ hiếu mà ra anh em hòa tức là hiếu trung trung là gì thái độ tận tâm tận lực mọi người đừng có coi thường nhập tắc hiếu mỗi một câu đều đem đức hạnh quan trọng nhất của con người khơi gợi ra cha mẹ thích tận lực làm có phải trung không cha mẹ hy vọng họ có thành tích tốt có đức hạnh tốt họ tận lực đi làm trung Mọi người hôm qua có nhìn thấy lòng trung của bác sĩ Hứa Tuấn không? Đối với những việc thầy mình đã dặn dò, cả đời của ông tận lực làm cho được cái này chính là trung. Hiếu tâm là gốc. Hiếu là gì? Hiếu thuận cha mẹ. Hiếu thuận sư phụ của mình. Đây là gốc rễ lớn của Đức Hạnh. Tính cha mẹ sai phải làm ngay những việc cha mẹ dặn dò phải mau mau làm xong không thể dây dưa chần chừ người bây giờ những việc cha mẹ dặn dò đều dây dưa chần chừ những việc khách hàng giao cho lập tức đi làm quý vị nói đó là đức sao đó là tính sao nói cho mọi người nghe đó không phải là tính đó là chỉ nhìn vô đồng tiền chúng ta chú ý quan sát Thực sự nhìn sự việc nhất định phải nhìn thấy cái gốc, nếu không những thứ tưởng đúng hóa sai, quá là nhiều. Đạo tổ tiên họ là thế nào? Giáo dục tánh đức, họ tin tưởng người có minh đức, người có bổn thiện. Nhưng sự công lợi của phương Tây, nó không tin tưởng con người có tánh đức này, nó cảm thấy con người có tập tính. Cho nên nó phải thông qua pháp luật để trói buộc Phương Đông, cả dân tộc chúng ta đều rất tin con người Không nghi ngờ con người Nhưng họ không tốt mà Đó là tập tính về sao của họ Cậu bất giáo Tính nải thiên Còn lòng tin của Phương Đông chúng ta Do nó là giáo dục tánh đức Nó phải xứng đáng với lương tâm Sự thủ tính của họ không phải dây trắng mực đen viết ra mới là thủ tính Trong lòng khởi lên một ý niệm Họ đều không muốn trái nghịch Thật sự giấy trắng mực đen thì đã không nói nổi về tính rồi. Chúng tôi lúc đó ở Lô Giang. Có một cụ già. Nhà của ông có rất nhiều sách cổ. Chúng tôi nhìn vào rất hoan hỷ. Đều là sách đóng bằng chỉ. Có thể đã bảy tám chục năm trước đây. Ông thấy chúng tôi đọc vui sướng như vậy. Liền nói cho các cháu mượn về đọc. Nhưng đây là bảo bối gia truyền của ông Các cháu phải cẩn thận đó Ông cụ dặn dò như vậy Chúng tôi sợ cụ không an tâm liền nói Cụ ơi hay là như vậy Chúng ta viết một tờ giấy mượn Mượn của cụ mấy quyển sách Ông cụ đó mắt liền trợn rất to Cụ nói Cháu nói cái gì Lời cháu nói đây là lời người nói sao Câu nói này rất ý nghĩa Người già người còn phải giấy trắng mực đen Thì không phải lời người nói nữa mọi người coi chữ tính này viết ra sao lời người nói ra chính là tính đây mới là lời người nói trái nghịch với tính thì đã trái nghịch sự làm người trái nghịch lương tâm rồi chúng ta coi mấy chục năm nay rất là nhiều công ty lớn những nhân viên cao cấp giết sạch tài sản của công ty cuốn gói bỏ trốn. Có không? Nào là ngân hàng Ba Lâm. Mấy công ty lớn rất nổi tiếng thế giới. Mọi người để ý coi, những chủ quản cao cấp này tốt nghiệp từ đâu? Đại học danh tiếng. Tiếp đó, cái họ gọi là sự tín dụng trước giờ. Chưa có dấu ấn gì không tốt. Có tín dụng không? không có nữa họ làm những việc không có tính người làm sao có tính dụng được nhưng lý lịch thì họ là không khuyết điểm tại sao do đợi đến một ngày khi họ cảm thấy tính dụng có thể bán đi rồi họ sẽ bán đi giống như đối với cha mẹ không thủ tính đối với khách hàng lại thủ tính cái tính đó là thật sao là giả. Đó là giữ uy tín với tiền. Cho nên cái tính này không phải xuất phát từ cái tính đối với cha mẹ. Đó vẫn là giả. Cho nên tâm thiện hiếu đứng đầu, hiếu tâm vừa mở, Tâm thiện đều mở. Kể cả lễ, cha mẹ gọi, lập tức dân. Cha mẹ dạy, cung kính nghe. Đây đều là lễ kính nghĩa Đạo nghĩa Đối người mất Như còn sống Tan ba năm Thường thương tiếc Tình nghĩa sâu đậm đó của người xưa Hãy nghĩ tới ân đức của cha mẹ liền không kìm được sự đau thương của mình Đây là nghĩa Ngay cả người đã khuất cũng như vậy Không biết mọi người có đọc qua một bài văn tên là Lan Cương Thiên Biểu của Âu Dương Tu chưa? Ông Dương Tu giúp cha của mình sửa lại bi mộ. Trong đó nhắc tới việc mẹ ông gả vào nhà cha ông. Cha của ông mỗi lần chỉ cần có thức ăn ngon thì đều thở dài. Tế chi phong Bất như dưỡng chi bạc giả Khi cúng tế thì thịnh soạn như vậy Không bằng sự phụng dưỡng lúc sanh tiền Tiếng bần Nam chúng tôi nói Sanh tiền một hạt đậu Tốt hơn chết xong cúng đầu lợn Quý vị chết rồi có tình soạn tới đâu Thì cha mẹ cũng đã xa rồi Sự tiếc nuối Con muốn dưỡng mà cha chẳng đợi Mẹ của ông cảm thấy có thể là mẹ chồng mình vừa mất Cho nên chồng mình còn buồn Nhưng Mẹ của ông nói với tiên sinh Âu Dương Tu cha của con hết cả cuộc đời chỉ cần có đồ gì ngon cũng đều thở dài không thể phụng dưỡng cha mẹ của mình quý vị coi tình nghĩa đó không hề suy giảm tơ hào nhưng quý vị chúng ta biết được rằng người bây giờ không phải đặt tình nghĩa lên vị trí đầu tiên mà đặt kiếm tiền lên vị trí đầu tiên mọi người ở trong gia đình trong gia tộc kiếm được tiền nhiều nhất chỉ cần họ đi kiếm tiền tất cả mọi người đều mở đèn xanh cho họ đều phải coi nét mặt của họ có không họ sẽ càng ngày càng ngạo mạn họ không biết họ có ngày hôm nay là nhờ sự dưỡng dục của cha mẹ nhờ sự chăm sóc của bao nhiêu người trưởng bối họ bây giờ tiền nhiều xanh hống hách đông bắc có một nhà doanh nghiệp kiếm được rất nhiều tiền sau đó học được hiếu đạo quay trở về Tính cách con người của ông cũng thẳng thắn Học xong làm liền Vừa về tới nhà liền Đưng ra một thau nước nóng Mẹ, con rửa chân cho mẹ Mẹ ông giật mình Vô giả quay đi và nói um, Tôi không dám để ông chủ tịch rửa chân Trong lời nói này của bà Rất có ý gì Xin hỏi ai muốn rửa chân cho bà Không phải con trai bà Ai? Ông chủ tịch mọi người chú ý Thật ra người thân của chúng ta Có thể trong một câu nói Rất bình thường Đã nói ra hết tiếng lòng của họ Tôi không dám để ông chủ tịch rửa chân Con trai của bà không còn nữa Chỉ có ông chủ tịch quay về Khi vừa về tới nhà ngượng khí đó vẫn là ông chủ tịch Mày làm cái này mày làm cái kia cho con Luôn rất ngạo mạn Cho nên Cha mẹ buồn lòng Anh chị em đều khó chịu cho nên chúng ta diễn cái gì giống cái đó bên cạnh cha mẹ thì là con gái tốt con trai tốt ở bên cạnh cha mẹ không thể vẫn là ông chủ tịch cũng không thể là hiệu trưởng ở bên cạnh vợ chồng mình cũng không thể là hiệu trưởng phải là người chồng tốt phải là người vợ tốt cái này mới là đã học thông văn hóa truyền thống diễn cái gì giống cái đó nếu không sẽ biến thành chấp trước biến thành kẻ kiêu ngạo thì không tốt. Chúng ta sẽ bị thân phận, bị những thứ bên ngoài này làm ô nhiễm mất. Liêm Vật tuy nhỏ, không cất riêng. Nếu cất riêng, cha mẹ buồn. Thì có thứ gì đều mời ông bà ăn trước, mời cha mẹ ăn trước, họ sẽ không có lòng tham. Lục tích dấu quyết. Em bé 6 tuổi, Em bé còn nhỏ như vậy Em tới chơi nhà của người ta Tới chơi nhà viên thuật Nhìn thấy trái quýt mà mẹ mình thích nhất Em lấy mấy trái bỏ trong túi áo Kết quả khi hành lễ ra về Quýt bị rớt ra ngoài Viên thuật nói Ôi chào Có cần gì thì cứ nói với ta mà Sao lại giấu đi như vậy Em mới lo sợ mà nói Cho mẹ cháu thích ăn Muốn đem về cho mẹ cháu ăn Em luôn nghĩ tới mẹ mình trước Không tham là liêm sĩ tâm hữu thiện đức hành kém cha mẹ tuổi luôn sợ hành vi của bản thân làm cha mẹ hữu thiện đi là xuất phát từ cái gốc hữu thiện của họ nhưng đông ủ ấm hè quạt mát quý vị coi đặc biệt vào hoàn cảnh người khác tinh tế tới vậy ái Cha mẹ bệnh nếm thuốc trước Đêm ngày chăm không rời giường Chúng ta thấy thầy giáo Hồ Tiểu Lâm Khi sức khỏe mẹ thầy rất không thoải mái Thầy sợ mẹ mình có xảy ra chuyện gì Thầy sợ mẹ mình có xảy ra chuyện gì Lấy sợi dây cột lên tay mình Vừa cột lên thân mẹ mình Thầy có động tĩnh gì Liền mau chóng thức dậy chăm sóc mẹ Quý vị coi Tình thương đó tinh tế biết bao hòa hòa khí cha mẹ lỗi phải cố khuyên tỏ ra vui lời du hòa rất bình hòa sự bình này khi nào có thể tâm bình khí hòa khóc mà theo đánh không oán Họ một lòng một dạ vì cha mẹ Cha mẹ hiểu lầm còn đánh họ Trong tâm họ không một chút tư hào gì oán trách Người này đời này luôn bình hòa Người tâm bình sẽ không gây xung đột với người ta Vậy chúng ta xem phần nhập tắc hiếu này Hiếu tâm vừa mở Trăm thiện đều mở Phu hiếu đức chi bổn giả Giáo chi sở do sanh giả Thật ra chúng ta coi hiếu đệ trung tính này hiếu đệ trung tính có thể khiến cả dân tộc đoàn kết với nhau hiếu và đệ là đoàn kết dân tộc người có đệ nghĩa liêm sĩ cái nghĩa này có thể đặt bá tánh lên vị trí đầu tiên có thể đặt nhân dân lên vị trí đầu tiên họ mới có thể làm chính trị họ mới có thể thật sự đặt phước trạch của nhân dân lên trước. Cái này mới là dân quyền. Lệ nghĩa liêm sĩ, chuẩn tắc của đất nước. Người làm chính trị không có lệ nghĩa liêm sĩ, đều đi tham ô, thì chế độ dân chủ chỉ là họ lấy ra để đùa cợt mà thôi. Cho nên, những lời này của lão tổ tiên giọng dạc quy quyền pháp hiến pháp gốc của đất nước pháp giả quốc chi bổn giả nhân giả pháp chi căn nguyên giả và cái nhân này là gì người có đạo đức họ mới có thể dùng tốt chế độ của quốc gia cho nên nhân mới là gốc trị căn bản của hiến pháp Hôm qua có nói với mọi người về Tư trị thông giám của tiên sinh Tư Mã Quang Ông đã 19 năm Dắt hết tinh lực Nghĩa là bất kỳ ngày đêm mà làm việc hoàn thành quyển sách này Đã dùng 19 năm Ông ngủ bằng cái gì? Ngủ bằng một cái gối gỗ tròn Tại sao? Do ngủ tròn chỉ cần hơi động một chút, đầu của ông sẽ trượt xuống, ngủ không sâu. Ông liền thức dậy giết tiếp. Cho nên vì tạo phước cho hậu thế, ông đã khắc khổ như vậy để hoàn thành tác phẩm lớn này, trong đó có một bài văn là Tài Đức Luận. Trong Tài Đức Luận có nói rằng: Đức giả, tài chi soái giả, tài giả, đức chi tư giả đức hạnh là chủ soái của tất cả tri thức tài hoa dùng đức hạnh này mà tạo phước cho dân nhưng quý vị không thể không có chủ soái này không có chủ soái thì binh lính sẽ làm loạn bây giờ rất nhiều tập đoàn lừa đảo nhìn vào học lực có tốt nghiệp đại học có tốt nghiệp viện nghiên cứu đều đang làm những việc tổn hại thiên lý do vì đức hạnh điên đảo cho nên thành ngữ của chúng ta luôn nói đức tài kim bị phẩm học kim ưu đức và nhân phẩm luôn đặt ở phía trước bây giờ đã đem nó đặt ngược lại là phiền phức rồi cho nên tài hoa này là sử dụng phát huy cho đức hạnh từ đây chúng ta có thể thấy được cả nền văn hóa truyền thống chính là đạo đức. Đạo đức chính là 12 chữ này. Hiếu đệ trung tính, Đệ nghĩa điêm sĩ, nhân ái hòa bình. Chúng ta phải nắm chắc cương lĩnh mà học tập. Các vị hiệu trưởng, tất cả vấn đề gia đình xã hội chắc chắn đều không tách khỏi 12 chữ này. Tất cả các loạn tướng xuất hiện đều có liên hệ trực tiếp tới việc không có 12 chữ này. Chỉ cần khôi phục 12 chữ này rồi, tất cả vấn đề đều được giải quyết. Người có nhân ái hòa bình rồi, họ sẽ coi trọng phúc lợi xã hội. Sự thương yêu người khác, vấn đề dân sinh sẽ được khắc phục. Thật ra, 12 chữ này cũng tức là một người hiếu đệ trung tính, tu thân tề gia. lễ nghĩa liêm sĩ dẫn dắt đoàn thể của mình làm tấm gương cho xã hội đây cũng là đang lợi ích quốc gia tiếp đó nhân ái hòa bình tình thương này càng mở rộng ra tới bình thiên hạ thực hiện được 12 đức mục này tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ chính là giá trị nhân sinh của mỗi một người chúng ta mỗi một người chúng ta đều phải làm được làm từ chỗ nào làm từ gia đình mình trong công việc mà mình đảm trách làm trong ngành nghề bây giờ là sẽ làm được được tiết học sáng nay trao đổi với mọi người tới đây xin cảm ơn mọi người ba biên tập học làm người tốt cho nhóm cả nhà học làm người tốt hành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tin niệm a di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật